Bao la vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Thank you.
Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy nghe lời Chúa nhắn nhủ chúng ta: con hãy tin vào Thiên Chúa và Ngài sẽ nâng đỡ con. Con hãy cứ thẳng đường và hy vọng vào Ngài. Con hãy kính sợ Ngài và bền vững mãi như thế. Và chúng ta hãy tin tưởng mượn lời Thánh Vinh để bày tỏ niềm cậy trông của chúng ta vào lòng thương xót của Chúa, và xin Chúa thương đoái đến người thân của chúng ta là bà cố Teresa Nguyễn Thị Thơm vừa qua đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah: vào ngày ấy trên núi này, Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các dân một bữa tiệc đầy thịt béo. Trên núi này, Ngài sẽ cất chiếc khăn bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và loại bỏ nỗi tủi hổ của dân Ngài khỏi toàn mặt đất. Vì Chúa đã phán như vậy, vào ngày ấy người ta sẽ nói đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta đã mong đợi Ngài để Ngài giải thoát chúng ta. Ngài là Chúa, đấng chúng ta trong đời. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân ai, Chúa luôn sẵn sàng vui an nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin chúc lành cho những chiến khăn tang này, để biến chúng từ dấu chỉ của sự biệt ly tan tông thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ, uy an những ai đang thương tiếc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta bảo chúng ta hát một bài. Mời một vị đại diện cho gia đình phát khăn tang. Xin mời khi phát khăn tang thì xin mời vị đại diện cho từng người chi ngành nên để nhận khăn tang. Trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Từng bước âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay. Dâng Ngài, con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Dâng Chúa ngày đêm lễ dâng mòn hèn. Lạy Cha, xin Thánh Hóa và Cố Teresa chúng con đây, trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Cha, đã phó thác cuộc đời cho Cha và đã tin vào lời hứa cứu độ của Cha. Xin cho người tín hữu chúng con đây được sống lại nhờ con Cha, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ Thiên Chúa và theo giáo lý Công giáo, thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan đi nhưng đến ngày trần thế sẽ được sống lại. Vì thế hội thánh giờ chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, chôn táng hoặc hỏa thiêu cách kính cẩn theo phong tục hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với người đã ra đi là sắm cho các ngài tấm áo hoa xứng đáng, được coi như ngôi nhà giúp các ngài yên giấc chờ ngày sống lại. Và chúng ta hãy học lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho chiếc áo hoa này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi mà ban cho bà cố Teresa được yên giấc ngàn thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này để thân xác tôi tới Chúa là bà cố Teresa được yên nghỉ trong nó, chờ ngày Chúa cho sống lại và về hương tôn nhà Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng ta. Amen. Ở đây xin tâm lý lễ chúng ta bắt đầu nghi thức được hoàn trường và cố. Chúng ta bằng chúng ta hát. Con về trong ngày Chúa, Chúa tới gọi con về, trở về cùng Chúa, kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, trong khi con không ngờ thì Chúa đã đến thúc con một lời từ xa tất cả để về cùng Chúa. Chúa tới gọi con về trong ngày Chúa, Chúa tới gọi con về, trở về cùng Chúa, kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, tới gọi con về, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, con cô đơn âm thầm tìm đến Chúa kêu giúp con, nguyện lòng từ ái Chúa thương phần này hèn yếu.
Kính thưa linh hồn TB Sa, bà cố Nguyễn Thị Thơm, kính thưa các quý khách tại phòng tang lễ hôm nay, bà cố chánh Teresa đã vâng nghe theo tiếng Chúa gọi của Thiên Chúa về hưởng nước thiên đàng cùng với các thánh trên trời. Nhưng đối về thể xác, bà cố Teresa ra đi là một tổn thất lớn lao đối với gia đình và họ tộc. Nỗi đau thương mất mát này không có gì bù đắp nổi. Các con mất đi một người mẹ hiền hòa quý yêu. Các cháu mất đi một cái nhìn bao dung âu yếm của người bà hằng quý trọng. Giáo xứ mất đi một người giáo dân mẫu mực. Từ nay bếp lửa hồng đã không còn hơi ấm của một người mẹ cả đời tần tảo, chất chiêu, nuôi dưỡng các con trưởng thành và thành đạt. Bố đã ra đi theo quy luật của tạo hóa để lại cho các con cùng mọi người thân niềm tiếc thương vô hạn. Trong giờ phút đau thương này, tôi thay lời cho mọi người nơi sân tang xin được chia sẻ nỗi đau mất mát cùng toàn thể gia đình, gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Và để mở đầu cho buổi kính viếng bà cố Teresa hôm nay, con xin được giới thiệu và kính mời cha phó sư quý sơ dòng bến Thánh Giá Phát Diệm, ban chấp hành giáo xứ, ban chấp hành giáo họ, sứ đoàn thiếu nhi thánh thể xứ Tân Mỹ có mối quan hệ với gia đình bà cố là thành viên của giáo xứ, do cha phó làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến kim ngân lời chia sẻ lời kinh kính viếng. Con xin kính mời cha, mời các quý chức vào cử hành lễ viếng. Teresa được Chúa gọi về với Ngài. Trong tâm tình đó, con xin được cùng với lại trẻ chính xứ, ban chấp hành giáo xứ, các giáo họ, sứ đoàn thứ nhì thánh thể, quý sơ, cũng như toàn thể cộng đoàn trong giáo xứ Tân Mỹ, xin được gửi lời chia buồn đối với lại ông cố cũng như mọi người ở trong gia đình tam quyến. Sự ra đi của bà cố đã để lại nơi gia đình những nỗi tiếc thương buồn sầu khi nơi mỗi người trong chúng ta nhớ đến bà cố. Nhưng chúng ta tin tưởng ở nơi Chúa, rất đặc biệt là nơi bà cố đã tin tưởng ở nơi Ngài trong suốt hành trình 84 năm ở trên dương thế. Khi nơi mỗi người chúng ta nhớ đến bà cố, cách đặc biệt là ở trong gia đình, chúng ta hãy dùng những lời cầu nguyện để chúng ta cầu nguyện cho bà. Và kính thưa cộng đoàn, con người chúng ta nhân vô thập vàng, chúng ta khó tránh được những tội lỗi thiếu sót ở trong cuộc sống làm người và làm con của Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho bà cố Teresa của chúng ta. Nếu trong quãng đời ở trên trần gian bà cố còn điều gì khiếm khuyết lỗi lầm trước mặt Chúa, xin Chúa tha thứ thanh tẩy để chính Ngài đón nhận
bà cố Teresa và nước của chú và lớn mỗi người trong gia đình, cái đặc biệt là ông cố cũng như những người thân ở trong gia đình, chúng ta cũng hãy bỏ qua cho bà cố với những thiếu sót bất toàn ở nơi con người, vì chúng ta là con người có giới hạn. Với tất cả những tâm tình đó, giờ đây kính mời cộng đoàn chúng ta cùng dâng những lời kinh để cầu nguyện cách đặc biệt cho bà cố Teresa. Xin chúng ta đặt một kinh đại cha, một kinh thanh kính và chúng ta hát một bài để cầu nguyện cho bà cố. Nhân anh cha và con và thánh thần, lạy cha chúng con ở trên trời, cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự tư ám nhiên. Và để vĩnh biệt bà cố Teresa, con xin kính mời cha, mời các quý chức dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Điểm đã qua, con xin giới thiệu một vị đại diện cho gia đình có lời cảm ơn cha và cảm ơn quý cộng đoàn. Kính thưa quý cha, quý sơ, kính thưa ban chấp hành giáo xứ, ban chấp hành giáo họ Lý Hóa, kính thưa tất cả các ban ngành của giáo xứ cũng như của giáo họ, kính thưa toàn thể bà con, cô bác, huân huân gia đình, trong gia đình và làng xóm gần xa. Hôm nay bà cố Teresa do tuổi cao bệnh trọng nên đã về với Chúa, đi theo tiếng gọi của bề trên về với Chúa. Được sự quan tâm của quý cha, của cha xứ, cha phó và tất cả mọi người các ban ngành trong xứ cũng như trong họ đã về đây làm lễ nhập quan cho bà cố Teresa một cách rất là long trọng và nghiêm trang theo cái nghi thức của người Công giáo và cũng theo đúng nguyện vọng của người Công giáo cũng như là bản thân gia đình và bản thân bà cố. Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, mang tấm lòng biết ơn quý cha, quý sơ và tất cả mọi người hiện diện có mặt nơi đây. Chúng con cũng xin về trên sẽ ban phép lành nạ đến với cha để cha có một sức khỏe dồi dào, ngày càng phục vụ cho giáo dân một cách tốt đẹp hơn. Chúng con cũng xin về trên cầu nguyện cho tất cả mọi người nơi đây một sức khỏe để cùng nhau chung sống, động viên nhau trong cuộc sống được vượt qua những nỗi đau của gia đình. Và chúng con cũng xin tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho linh hồn Teresa sớm được về hưởng nơi nước Chúa thanh nhàn. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Xin biết. Con xin kính mời cha mời cô quý chức ra bàn khách mời nước. Xin được kính mời đoàn đại biểu Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội có mối quan hệ với thầy Giuse Nguyễn Văn Diệp, cháu nội của bà cố, do thầy Giuse Trần Văn Nam đại diện cho Đại Chủng Viện. Tam quyến, khi được tin bà cố Teresa qua đời, cha chủ nhiệm có cho thầy Diệp và con về đại diện cho cha chủ nhiệm, quý cha và phân khoa Thủ Đức thuộc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội cũng như là anh em từ Chủng Viện khoa 8 cũng như là các anh em và phận Phát Diệp đang học lớp Thủ Đức năm 2022. Thì trong lời cầu nguyện các thánh lễ và giờ kinh công vụ thì chúng con cũng hướng lòng cầu nguyện cho bà cố Teresa, nhưng vì lý do học tập chúng con không có hiện diện đông đủ ở nơi đây thì chúng con cũng đại diện để dâng lời cầu nguyện và hiệp ý với những lời cầu nguyện của quý cha và anh em ở trên trường
hướng về nơi đây để cầu nguyện cho linh hồn bà cố Teresa. Cha và con và thánh thần, amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sáng ngời, Cha chỉ nên đi, Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam tổ những điều chúng con cho khỏi sự và để vĩnh biệt bà cố Teresa, mời quý đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua thay đời cho gia đình đặc quyền, đặc biệt là ông cố. Xin được cảm ơn quý cha đại chủng viện, quý thầy đã cử đại diện về đây phụng viếng và dâng lên Thiên Chúa những lời kinh cầu nguyện cho bà cố Teresa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Mời quý thầy ra bàn khách mời nước. Hôm nay anh em cha bác trong đại tộc họ Nguyễn rất ngậm ngùi xúc động khi phải tới đây để vĩnh biệt chia ly một thành viên trong dòng họ ra đi mãi mãi. Giờ đây với tấm lòng thành kính của anh em trong dòng họ, có lễ vật vòng hoa hương nến và thắp nén hương để phân yêu cùng gia đình tang quyến và để vĩnh biệt bà cố Teresa. Xin kính mời đoàn đặt lễ dâng hương kính viếng. Viên trong dòng họ ra đi mãi mãi, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, xin được thay lời cho ông cố và các con cháu trong gia đình cảm ơn anh em cha bác trong dòng họ nội đã tới phụng viếng và vĩnh biệt bà cố Teresa. Rất mong được sự giúp đỡ của dòng họ nội để lo chu toàn công việc cho bà cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa bà cố Teresa, hôm nay anh em con cháu của họ nội rất ngậm ngùi xúc động khi phải vĩnh biệt chia ly bà cố Teresa ra đi mà không hẹn ngày trở lại. Giờ đây với tấm lòng thành kính của anh em con cháu họ nội có vòng hoa hương đến để kính viếng và để vĩnh biệt bà cố Teresa lần cuối, mời đoàn đặt lễ dâng hương kính viếng. Một thành viên trong dòng họ ra đi mãi mãi, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, xin được thay lời cho ông cố và các con các cháu trong gia đình. Xin được cảm ơn anh em trong dòng họ nội đã tới phụng viếng và vĩnh biệt bà cố Teresa. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Anh con cháu ngoại tộc do ông Đinh Văn Luận làm trưởng đoàn có vòng hoa hương nến và có bài kèn để trả nghĩa.
kính mời đoàn vào cử hành lễ viếng. Và giờ đây bà cố sắp rời khỏi căn nhà và mọi người trong dòng họ ra đi an nghỉ tại lòng đất. Với tấm lòng thành kính của anh em họ ngoại có vòng hoa hương nếm, thắp nén hương để phân yêu cùng gia đình tang quyến và để vĩnh biệt người chị em lần cuối, mời đoàn đặt lễ dâng hương kính viếng. Teresa lần cuối, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, thay đời cho ông cố và các con cháu trong gia đình, xin được cảm ơn cha bác họ ngoài đã tới phúng viếng và vĩnh biệt bà cố Teresa. Rất mong được sự giúp đỡ của hai dòng họ nội và ngoại để lo chu toàn công việc đưa bà cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa bà cố, hội khen đồng của giáo xứ Tân Mỹ tới đây để kính viếng, để phục vụ. Giờ đây hội khen đồng của bà nhạc dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện bà cố sớm được về nơi vĩnh phúc. Xin kính mời hội khen cử hành. Thank you.
Mời đoàn dành phút mặc niệm, bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn ra bàn khách mời nước. Biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm, bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn ra bàn khách mời nước. Xin kính mời đoàn đại biểu ca đoàn Hiền Mẫu Giáo xứ Tân Mỹ có mối quan hệ với gia đình ông bà Hồng Cúc, con của cố, do bà Xuân làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến kính viếng. Mời đoàn cũng biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm, bắt đầu. Quan gia đình Tam Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn đã bàn khách mời nước. Xin kính mời đoàn đại biểu các ông xóm trưởng trong toàn xã Kim Lũy có mối liên quan tới ông bà Dũng Oanh, con của cô, do ông Nguyễn Văn Tuệ làm trưởng đoàn, có kim ngân hương nến và có vòng hoa kính viếng. Vĩnh biệt bà cố, mời đoàn dành phút mặc niệm, bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi đặc biệt là ông bà Dũng trân trọng cảm ơn đoàn. Anh, ông và các con, các cháu rất ngậm ngùi xúc động khi phải vĩnh biệt chia ly bà cố Teresa, là một người bạn đời cùng với ông cố, là một người mẹ, người bà của các con, các cháu. Giờ đây ông cố và các con, các cháu rất ngậm ngùi xúc động khi hồi tưởng lại lúc bà cố chút hơi thở cuối cùng. Trong lòng mỗi người nước mắt tuôn rơi mà không thể nói nên lời trước phút chia ly và bệnh viện này. Giờ đây, toàn thể ông cố và các con, các cháu thắp một nén hương để kính viếng và để bệnh viện bà cố Teresa. Xin kính mời ông cố dâng hương kính viếng. Thank you.
Teresa. Hôm nay đây, ông và toàn thể các con trai gái, râu rể và các cháu chắc nội ngoại trong gia đình cùng quỳ xuống đây tóc xanh phủ đầy tang trạng và cùng than khóc rằng: mẹ ơi, vẫn biết rằng sống là gửi, thác là về cùng Thiên Chúa, nhưng sao mẹ không ở lại ngôi nhà này để chúng con được chăm lo săn sóc. Ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến, ơn cha như đuốc roi cao trên đường, đuốc soi thần hồn dắt con trên đường. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che năm trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn. Nào những khi con buồn, người đến bên vỗ về, bàn tay xoa trên mái tóc bên thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sớm. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Ơn cha như thái sơn cao vời, như đuốc soi tâm hồn dẫn đường con đi. Tình cha tha thiết, lòng cha mênh mông hải hà như vậy, nhưng chưa một ngày để lại thì thật là dân hương tự nhiên. Bà cố trước lúc đi xa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình ta khuyến chúng tôi trân trọng cả ơn đoàn. Bà cố Teresa, mời quý vị dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, ban tổ chức kính mời các anh chị vào phục tang. Bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình trang quyết chúng tôi trân trọng cảm ơn đoàn. Mời đoàn ra bàn khách mời nước.
xin được kính mời đoàn đại biểu khu dân cư xóm dốc cầu chợ Kim Mỹ có mối quan hệ với ông bà Dũng Oanh, con của cố, do ông Vũ Văn Điến làm trưởng đoàn, có vòng hoa kim ngân kính viếng, chia buồn thành kính nhất tới gia đình. Hãy mong gia đình hãy vượt qua khó khăn này, xin thành kính vân yêu và mời vị trưởng đoàn dân hương kính viếng. Bà cố trước lúc đi xa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Trên kính mời đoàn đại biểu các con gia đình nhà ông Tấn có mối quan hệ với gia đình Tăng Tuyến do ông Phan Văn Đáp làm trưởng đoàn, có vòng hoa hướng đến kính viếng. Để vĩnh biệt bà cố trước lúc đi xa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Việc đã qua, gia đình chúng tôi trân trọng cảm ơn đoàn. Trên kính mời đoàn đại biểu các bạn học của anh Huyến. Anh Huyến là con trai của ông bà cố. Mời quý vị dâng hương kính viếng. Biệt bà cố, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tăng Quyến chúng tôi trân trọng cảm ơn đoàn. Mời đoàn đã bàn khách mời nước. Xin kính mời đoàn đại biểu chi hội phụ nữ xóm Mỹ Hóa có mối quan hệ với gia đình ông bà cố do bà Lê Ngọc Ánh làm trưởng đoàn, có vòng hoa kim ngân phúng viếng. Để vĩnh biệt bà cố lần cuối, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua, gia đình Tăng Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Xin được giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu chi bộ xóm Mỹ Hóa có mối quan hệ với ông cố do ông Đinh Công Huân bí thư chi bộ làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến kim ngân phúng viếng. Mời đoàn vào cửa hành lễ viếng. Bà cố trước lúc đi xa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình ta quyến chúng tôi trân trọng cảm ơn đoàn. Cha cháu Trần Ngọc Văn đang ở Pháp, đang ở Pháp Quốc. Khi hay tin bà cố Teresa
về cõi vĩnh hằng mà cháu không thể về được, nên có gửi lễ vọng hoa nhờ hai cháu Nguyễn Văn Thanh và cháu Trần Văn Thoại thay mặt cho cháu Trần Ngọc Văn nên cử hành phúng viếng bà ngoại. Con lễ vật đến để kính viếng và để vĩnh biệt bà ngoại quý yêu nhận quý, và để vĩnh biệt bà, mời quý vị dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Qua gia đình chúng tôi xin được cảm ơn. Chúng tôi kính mời đoàn đại biểu Ban Mân Côi Giáo xứ Tân Mỹ có mối quan hệ với gia đình Tăng Quyến do bà Chánh Hiệp làm trưởng đoàn có vòng hoa hương nến và có lời kinh kính viếng. Và để vĩnh biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Trang Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Xin kính mời đoàn đại biểu Chi hội Nông dân xóm Mỹ Hóa có mối quan hệ với ông bà Dũng, con của cố, do ông Nguyễn Văn Tài làm trưởng đoàn, có vòng hoa kim ngân kính viếng. Và để vĩnh biệt bà cố lần cuối, mời đoàn thành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua, gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Ông bà thông gia có mối quan hệ là thông gia với ông bà Vinh Tươi, con của cố, do ông Trần Văn Quang làm trưởng đoàn, có vòng hoa kim ngân phúng viếng. Mời quý vị dâng hương kính viếng. Để kính biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tăng Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Xin kính mời đoàn đại biểu Ban Chùm Học Trò xứ Tân Mỹ có mối quan hệ với gia đình anh chị Hùng Quốc Hùng, do bà Đinh Thị Luyến làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến kính viếng. Để vĩnh biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua, gia đình Tăng Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Kính mời đoàn đại biểu các ông bà thông gia có mối quan hệ là thông gia với ông bà Chức, con của cố, do bà Đệ làm trưởng đoàn, có vòng hoa kim ngân phúng viếng. Oh,
và để vĩnh biệt bà cố trước lúc đi xa, mọi đoàn rành phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình chúng tôi trân trọng cảm ơn đoàn. Xin kính mời đoàn đại biểu ban cựu bày sự giáo xứ Tân Mỹ có mối quan hệ với ông bà cố Teresa, do bà chánh toán làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến phóng viên. Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Xin kính mời đoàn đại biểu anh em con ông thức có mối quan hệ với gia đình anh chị trước tươi, anh chị trước con của cố, do ông Nguyễn Văn Vũ làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương đến kính viếng. Và để kính biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Xin kính mời đoàn đại biểu các gia đình ông bà thông gia có mối quan hệ với gia đình anh chị Huyến con của cố, do ông Nhất làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến kim ngân phúng viếng. Mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi trân trọng cảm ơn đoàn. Có mối quan hệ là con thiêng liêng của ông bà Dũng, con của cố, do cháu Thiện làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương đến kính viếng. Và để vĩnh biệt bà cố, mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua, ban tổ chức xin chân thành cảm ơn. Xin kính mời đoàn đại biểu ban công tác mặt trận xóm An Hải có mối quan hệ với ông bà Hùng Cúc, con của cố, do bà Phạm Thị Loan làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương đến phúng viếng. Ba, mời vị trưởng đoàn dâng hương kính viếng. Để kính biệt bà, mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi trân trọng cảm ơn đoàn.
Xin kính mời đoàn đại biểu chi hội nông dân, chi hội phụ nữ xóm An Hải có mối quan hệ với gia đình ông bà Hồng Cúc là con của cố, do bà Vũ Thị Phương làm trưởng đoàn, có vòng hoa kim ngân phóng viên. Kính biệt bà cố trước lúc đi xa, mời bạn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Xin kính mời đoàn đại biểu chi hội phụ, chi hội cựu chiến binh xóm An Hải có mối quan hệ với ông bà Hồng Cúc, con của cố, do ông Nguyễn Văn Ninh làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến, kim ngân phúng viên. Và để vĩnh biệt bà cố, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi trân trọng cảm ơn đoàn. Mời đoàn các bạn khách mời nước. Xin kính mời đoàn đại biểu phong trào Xê Út Xí Đô xứ Tân Mỹ có mối quan hệ với bà Cúc Hồng là con của cố, do bà Trùng Thập làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến kim ngân phúng viên. Và để vĩnh biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi trân trọng cảm ơn đoàn. Mời đoàn ra bàn khách mời nước. Xin kính mời đoàn đại biểu ban chấp hành năm giáo họ thuộc giáo xứ Tân Mỹ khóa 10 có mối quan hệ với ông bà Chức Vui là con của cố, do ông Trùng Linh làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến kim ngân kính viếng. Để vĩnh biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi trân trọng cảm ơn đoàn. Xin kính mời đoàn đại biểu anh em khu xóm Mỹ Hợp có mối quan hệ với ông bà Chức Vui con của cố, do bà Mỹ làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến kim ngân phúng viên. Mình vĩnh biệt bà cố, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua, thay lời cho ông bà Chức Vui chân thành cảm ơn đoàn. Xin mời ban bảy sự giáo xứ Tân Mỹ có mối quan hệ với gia đình ông bà cố Teresa, do bà Tránh Thanh làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến phúng viên. Vĩnh biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút
bằng điểm đã qua gia đình tăng quyến, chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Trên kính mời các ông bà, anh em, con cháu của ông bà Thù có mối quan hệ với anh chị Hùng Cúc, con của cố, do ông Nguyễn Văn Đắc làm trưởng đoàn, có vòng hoa, hương nến, kính viếng. Mời vị trưởng đoàn dâng hương kính viếng. Biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình tăng quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Xin kính mời đoàn đại biểu ban bản sự giáo họ Mỹ Hợp có mối quan hệ với ông bà Chất Vui, con của cố, do bà Trùng Mạnh làm trưởng đoàn, có vòng hoa, hương nến, phúng viếng. Để vĩnh biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Điểm đã qua, gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Xin kính mời đoàn đại biểu anh em khóa học cùng lớp lái xe có mối quan hệ với ông bà Hùng Cúc là con của cố, do ông Nguyễn Văn Công làm trưởng đoàn, có vòng hoa, hương nến, kim ngân, phúng viên. Bà cố mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua, gia đình tăng quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Xin được giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu hội nguyên là cán bộ hưu, nguyên là cán bộ xã Kim Mỹ đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, cũng có quan hệ với gia đình ông bà cố Dục, do ông Vũ Chiến Sự làm trưởng đoàn, có vòng hoa, hương nến, kim ngân, phúng viếng. Mời quý vị dâng hương kính viếng. Biệt bà cố trước lúc đi xa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, xin được thay đời cho bà cố và các con trong, thay đời cho ông cố và các con trong gia đình. Xin chân thành cảm ơn đoàn. Đại biểu ban thường vụ hội người cao tuổi xã Kim Mỹ và chi hội người cao tuổi xóm Mỹ Hóa có mối quan hệ với ông bà cố là hội viên của người cao tuổi xã Kim Mỹ, do ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch hội người cao tuổi làm trưởng đoàn, có vòng hoa, hương nến, kim ngân, phúng viên.
đình vĩnh biệt một thành viên hội người cao tuổi trong xã ra đi mãi mãi. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua thay đời cho ông cố và gia đình con cháu xin chân thành cảm ơn đoàn. Xin kính mời đoàn đại biểu cháu mình ở Đà Lạt là con thiêng liêng của ông bà Huyên, con trai của cố. Do cháu mình làm trưởng đoàn có hồng hoa kim ngân phóng viên. Và để biết biệt bà cố trước lúc đi xa, mời quý vị dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua thay đời cho ông bà Huyên, chân thành cảm ơn. Xin được giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu gia đình Gerardo thuộc giáo xứ Thái Hà, Hà Nội có mối quan hệ với anh chị Kiên Quyên, con của cố. Do chị Nguyễn Thị Yên làm trưởng đoàn có vòng hoa, hương nến, kim ngân, phóng viên. Và để vĩnh biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Xin giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu anh em con ông cố định có mối quan hệ với ông bà Vinh Tươi là con của cố. Do ông Trần Văn Tốt làm trưởng đoàn có vòng hoa, hương nến, kim ngân, phúng viên. Và để vĩnh biệt bà cố trước lúc đi xa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình tăng quyến giúp tôi, đặc biệt là ông bà Vinh Tươi, chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn ra bàn khách mời nước. Xin kính mời đoàn đại biểu các ông bà thông gia là ông bà Nai, ông bà Tuệ cô có quan hệ là thông gia với ông bà Dũng Oanh, con của cố. Do bà Đỗ Thị Huyền làm trưởng đoàn có vòng hoa, kim ngân, phóng viên. Để vĩnh biệt bà cố, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình tăng quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn ra bàn khách mời nước. Xin kính mời đoàn đại biểu nhân dân và cán bộ chi hội nông dân, chi hội phụ nữ xóm 2 xã Kim Đông có mối quan hệ với ông bà Kiên Quyên là con của cố. Do ông Đinh Văn Sơn làm trưởng đoàn có vòng hoa, hương nến, kim ngân, phúng viên. Với ông bà Kiên Quyên con của cố, được tin người mẹ trọng tính của gia đình anh Kiên về với tiên tổ, chúng con tới đây với tấm lòng thành kính thắp nén hương để kính viếng và để kính biệt. Mời vị trưởng đoàn dâng hương kính viếng.
kính biệt bà cố trước lúc đi xa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Xin kính mời đoàn đại biểu anh chị em khu xóm lân cận có mối quan hệ với anh chị Tiên Quyên, con của cố, do bà Bùi Thị Lý làm trưởng đoàn, có vòng hoa, hương nến, kim ngân, phúng viên. Thầy vĩnh biệt bà cố, mời đoàn đại phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Xin kính mời đoàn đại biểu hội bạn cấp 2 có mối quan hệ với anh chị Quyên Kiên, con của cố, do anh Đinh Văn Hợp làm trưởng đoàn, có vòng hoa, hương nến, kính viếng. Cố mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn ra bàn khách mời nước. Xin kính mời đoàn đại biểu trường tiểu học A, xã Kim Mỹ có mối quan hệ với gia đình ông bà Dũng là con của cố, do ông Ngô Đức Tú hiệu trưởng trường làm trưởng đoàn, có vòng hoa, kim ngân, phúng viên. Mời đoàn vào cử hành lễ viên. Biệt cụ, mời quý vị dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi trân trọng cảm ơn. Xin kính mời đoàn đại biểu các con ông bà Quyền, Nguyên, Nha có mối quan hệ với gia đình anh chị Tiên Quyên, con của cố, do anh Nguyễn Tiến Lực làm trưởng đoàn, có vòng hoa, hương nến, kính viếng. Phật thị biệt bà cố, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Nghiệp đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Con nhà bà Hòa ở Thọ Xuân, Thanh Hóa nhận được tin bà cố về với tiên tổ. Toàn thể anh em trai gái nhu rể tới đây với tấm lòng thành kính, xin được thắp nén hương để kính viếng và để vĩnh biệt bà cố Teresa. Mời vị trưởng đoàn dâng hương kính viếng. Phật thị vĩnh biệt bà cố trước lúc đi xa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, thay lời cho ông cố và gia đình các con cháu chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn tạm lễ dâng hương kính viếng.
tình cô. Phật để tri biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua thay đời cho ông bố và gia đình, chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn các bạn khách mời nước. Xin quý mời đoàn đại biểu Hội đồng ngũ trường lái xe 20 năm tháng 5 có mối quan hệ với ông bà chức con của cố. Do ông Nguyễn Đức Thương làm trưởng đoàn, có vòng hoa hướng đến kính viếng dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Điểm đã qua, gia đình trang quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn đã bạn khách mời nước. Xin kính mời đoàn đại biểu ban chấp hành giáo họ Tân Văn có mối quan hệ với gia đình ông bà Huyên con của cố. Do ông Vũ Văn Ý làm trưởng đoàn, có vòng hoa hướng đến kính viếng. Mời đoàn vào cử hành lễ viếng. Phật để vĩnh biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình trang quyến chúng tôi trân trọng cảm ơn đoàn. Đoàn đại biểu anh em đồng đội trung đoàn 550 có mối quan hệ với ông bà Dung con của cố. Do ông Phạm Văn Thắng làm trưởng đoàn, có vòng hoa kim ngân phụng viếng. Mời đoàn vào cử hành lễ viếng. Biệt bà cố, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình ta quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Có mối quan hệ với ông Vinh là con của cố. Do ông Nguyễn Duy Quang làm trưởng đoàn, có vòng hoa kim ngân hương nến kính viếng. Trong tổ đoàn tới đây với tấm lòng thành kính, có lễ Phật hương nến vòng hoa và thắp nén hương để kính viếng và để vĩnh biệt bà cố. Kính mời đoàn đặt lễ dâng hương kính viếng. Bà cố trước lúc đi xa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình tăng quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn ra bàn khách mời nước. Xin kính mời đoàn đại biểu khu dòng Tây Chợ có mối quan hệ ông bà cố là thành viên của khu.
do ông Học làm trưởng đoàn, có vòng hoa kim ngân hương đến kính viếng để vĩnh biệt một thành viên trong khu ra đi mãi mãi. Mời đoàn dân hương kính viếng. Và để vĩnh biệt bà cố, mời đoàn trạch phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua thì được thay đời cho ông cố và các con trong gia đình. Cảm ơn các ông bà khu xóm. Khi bà cố ốm đau được các ông bà tới thăm hỏi ân cần. Nay ra đi về với Thiên Chúa được ông bà tới phúng viếng và vĩnh biệt. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Mời đoàn ra bàn khách mời nữa. Xin kính mời đoàn đại biểu hội bạn học có mối quan hệ với ông Hùng là con của cố, do ông Trần Văn Quyết làm trưởng đoàn, có vòng hoa kim ngân phúng viếng, mời đoàn vào cử hành lễ viếng. Và để vĩnh biệt bà cố, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua gia đình tạm quyền chúng tôi trân trọng cảm ơn đoàn. Xin kính mời đoàn đại biểu tổ đậm số 17/2 có mối quan hệ với ông Kiên là con của cố, do ông Nguyễn Duy Quang làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến kính viếng. Mời ông Nguyễn Duy Quang trưởng đoàn đại diện cho anh em trong tổ đậm dân quần hương kính viếng. Vĩnh biệt bà cố trước lúc đi xa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua thay đời cho gia đình, đặc biệt là ông Kiên, xin chân thành cảm ơn đoàn. Anh em chúng con đây là hội bạn cùng trường, cùng lớp học với anh Kiên. Nay được tin người mẹ của anh Kiên về với Tiên Tổ, anh em tới đây với tấm lòng thành kính, có lễ vật và thắp nén hương để kính viếng và để kính biệt bà cố. Mời đoàn đặt lễ dâng hương kính viếng. Và để vĩnh biệt bà cố trước lúc đi xa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Ta quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn ra bàn khách mời nước. Đại biểu hội đồng nghiệp năm nay có mối quan hệ với bà Oanh, bà Dũng là con của cố, do bà Yến làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến kính viếng. Biệt bà cố trước lúc đi xa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình tăng quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Cháu Khiếu ở Hải Dương có mối quan hệ với gia đình tăng quyến, do cháu Khiếu làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến kính viếng. Và để vĩnh biệt bà cố, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
phút bọc điểm đã qua, gia đình ta quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Kính thưa bà cố Teresa, cả một cuộc hành trình 84 năm, con tàu vận chuyển nay đã dừng lại. Cả một cuộc đời bà cố vất vả nhọc nhằn, chắc tiêu dành dụm để nuôi dạy con cháu cho đến tuổi trưởng thành. Giờ đây bà cố đã bông nghe theo tiếng Chúa gọi về với Thiên Chúa, xác hèn bà gửi lòng đất bụi, hồn thiêng dâng Chúa đấng phục sinh. Nay bà cố đã vĩnh biệt người thân từng đồng tộc, chung buồn chia sẻ nỗi thương đau. Này Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chết và sống lại, xin mở cửa nước trời để đón nhận người chị em chúng con đây. Là bà cố Teresa vào nước hằng sống muôn đời. Bà khi tới nơi, xin các thánh tử đạo đón tiếp và hướng dẫn bà cố vào thành thánh Jerusalem. Vậy xin mời. Cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Cha trao con, xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha, như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cời, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con, xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha, như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cời, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin
dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đong hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha, như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đong hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha, như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đong hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha, như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Hãy
về với biệt bà cố, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Qua gia đình ta quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn các bạn khách mời nước. Teresa mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình tăng quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Có vòng hoa hương đến phụng viếng, mời đoàn vào cử hành lễ viếng. Teresa mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Trên kính mời đoàn đại biểu các con thiêng liêng có mối quan hệ là con thiêng liêng của ông bà Vinh, con của cố, do anh Long làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến kim ngân phúng viếng, mời đoàn vào cử hành lễ viếng. Còn để vĩnh biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua, gia đình tăng quyến chúng tôi chân thành cảm ơn. Xin được kính mời đoàn đại biểu cộng đoàn giáo họ Kim An thuộc giáo xứ Kim Đông có mối quan hệ với ông bà Kiên Quyên là con của cố, do ông Trùng Hoàn làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến và có giờ kinh kinh viếng. Kính thưa gia đình tăng quyến, được tin bà cố 2 năm 10 thu gọi thể cộng đoàn giáo họ Kim An thuộc xứ Kim Đông, chúng con về tới gia đình bà cố, trước hết gửi tới gia buồn lời thân yêu chia buồn sâu sắc nhất. Trước lúc đi xa, cộng đoàn giáo họ chúng con có lời kinh dâng lên Thiên Chúa, xin Chúa bớt hình phạt cho bà cố vì loài người mỏng giòn yếu đuối, khó tránh được lầm lỗi. Giờ đây con xin kính mời gia đình cùng với cộng đoàn giáo họ dâng lên Thiên Chúa lời kinh như kính mời. Xin Chúa bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
phút bảo điểm đáp qua gia đình Tam Quyến, chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn ra bàn khách mời nước. Mời đoàn đặt lễ dâng hương tiễn tiễn. Kiệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn ra bàn khách mời nước. Bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn đặt lễ dâng hương tiễn tiễn. Bà cố, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi trân trọng cảm ơn đoàn. Mời đoàn ra bàn khách mời nước. Giáo hộ An Hải, chúng con nhận được tin bà cố về với tiên tổ. Cầu đoàn giáo họ tới đây với tấm lòng thành kính và xin được cảm ơn tri ân bà cố với những đồng tiền để xây dựng vào đền Thánh Chúa. Và giáo họ cũng liên quan tới ông bà Hùng Cục là con của cố sinh sống và làm việc tại nơi giáo họ. Giờ đây xin kính mời vị trưởng đoàn dâng hương kính viếng và để tỏ lòng thành kính kính biệt bà cố Teresa. Mời quý vị dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn ra bàn khách mời nước. Xin kính mời đoàn đại biểu cộng đoàn giáo họ Mỹ Hợp có mối quan hệ với ông bà Chức là con của cố, do ông Lê Văn Phượng làm trưởng đoàn, có cờ trống vòng hoa hương nến kính viếng. Mời đoàn vào cử hành lễ viếng. Bà cố trước lúc đi xa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn ra bàn khách mời nước. Xin kính mời đoàn đại biểu Hội Mân Côi giáo họ Mỹ Hợp có mối quan hệ với ông bà Chức là con của cố, do bà Chánh Độ làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến kính viếng. Với vĩnh biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình Tam Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn ra bàn khách mời nước. Xin kính mời đoàn đại biểu Ban Quản giáo Giáo xứ Tân Mỹ có mối quan hệ với ông bà Quản Dũng Oanh là con của cố, do ông Tránh Phương làm trưởng đoàn, có vòng hoa hương nến
kim ngân phúng viếng, mời đoàn vào cử hành lễ viếng. Biệt bà cố trước lúc đi xa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn đoàn. Mời đoàn ra bàn khách mời nước. Xin kính mời đoàn đại biểu Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Kim Mỹ có mối quan hệ với ông Dũng. Ông Hùng là con của cố, do ông Ngô Thượng Đại làm trưởng đoàn, có vòng hoa hướng lên kim ngân phúng viếng. Và để vĩnh biệt bà cố, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình Tam Quyến chúng tôi chân thành cảm ơn đoàn. Xin kính mời đoàn đại biểu Hội đồng môn khóa 1977-1979 có mối liên quan tới ông chức là con của cố, do ông Trần Văn Thiều làm trưởng đoàn, có vòng hoa hướng nến kim ngân phúng viếng. Có để vĩnh biệt bà cố Teresa, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua, gia đình Tam Quyến chúng tôi trân trọng cảm ơn đoàn. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời. Có dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết ngang cao, cha là núi đứng lại và nhớ. Cha dõi theo con với cả khối tình nồng, như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã quá xa rồi.
mái sơn ngả bóng cuối trời, con người lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Bà cố Nguyễn Thị Thơm sinh năm 1939, thường trú tại xóm Y Hóa, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Do tuổi cao, sức yếu, bà cố đã từ trần hồi 6 giờ 45 phút ngày 20 tháng 9 năm 2022, tức ngày 25 tháng 8 năm Nhâm Dần, hưởng hưởng thọ 84 tuổi. Thực hiện quy chế tang lễ của địa phương với tình cảm trân trọng, hội nghị liên tịch giữa ban văn hóa xã hội xã Kim Mỹ, ban lãnh đạo xóm Mỹ Hóa, ban chấp hành giáo họ Mỹ Hóa cùng đại diện gia đình tang quyến đã thống nhất cử ra ban lễ tang của các ông bà có tên sau: 1. Bà Nguyễn Thị Nga, công chức văn hóa thông tin xã, trưởng ban. 2. Ông Nguyễn Văn Tài, phó trưởng xóm Mỹ Hóa, phó ban. 3. Ông Nguyễn Văn Khánh, chùm tránh giáo họ Mỹ Hóa, phó ban. Các ủy viên gồm: 1. Ông Trần Văn Công, cán bộ văn hóa thông tin xã. 2. Ông Đi Công Huấn, trưởng ban công tác mặt trận xóm Mỹ Hóa. 3. Ông Bùi Ngọc Bảo, chủ phó giáo họ Mỹ Hóa. 4. Ông Lê Minh Thức, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi xóm Mỹ Hóa. 5. Ông Trần Văn Quyết, chủ phó giáo họ Mỹ Hóa. 6. Bà Lê Ngọc Ánh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Mỹ Hóa. 7. Ông Trần Văn Năm, chủ phó giáo họ Mỹ Hóa. 8. Ông Vũ Hùng Sơn, chi hội phó chi hội cựu chiến binh xóm Mỹ Hóa. 9. Ông Nguyễn Văn Đương, chi hội phó chi hội nông dân xóm Mỹ Hóa. Mời ông Nguyễn Quang Huy, đại diện gia đình tham gia ban lễ tang. Để buổi lễ tang được cử hành một cách trang trọng, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, thay mặt ban lễ tang, tôi xin thống nhất chương trình lễ viếng được tiến hành như sau: 1. Kính mời ban lễ tang, các đoàn đại biểu thay mặt cho chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, xã hội, tôn giáo trong và ngoài xã nên đặt vòng hoa thắp hương kính viếng. 2. Kính mời bà Nguyễn Thị Nga, trưởng ban lễ tang, nên đọc tóm tắt tiểu sử của bà cố Nguyễn Thị Thơm và lời chia buồn của ban lễ tang. 3. Kính mời Nguyễn Văn Khánh, chủ tránh giáo họ, nên đọc lời chia buồn của giáo họ. 4.
Kính mời ông Nguyễn Quang Huy đại diện cho gia đình phát biểu và có lời cảm ơn. Năm, kính mời ông Ngô Bảo, chủ phó giáo họ, nghe đọc bản phân công thứ tự buổi hành tang. Sau đây là chương trình lễ viếng. Trân trọng kính mời các vị trong ban lễ tang lên thắp hương kính viếng. Mời đoàn dành các cô phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm thông qua, xin mời các ông bà về vị trí điều hành. Mời đoàn dành cho cô phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm thông qua, thay mặt lễ tang và gia đình xin chân thành cảm ơn. Mời đoàn dành các phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm thông qua, thay mặt ban giám và gia đình xin chân thành cảm ơn. Mời đoàn dành các câu phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm thông qua, thay mặt lãnh đạo và gia đình xin chân thành cảm ơn. Trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu, cán bộ, nhân dân cùng các đoàn thể xóm Mỹ Hóa, đoàn do Nguyễn Văn Tài, phó trưởng xóm làm trưởng đoàn, đoàn có hương đến Kim Ngân, mời đoàn đến đặt vòng hoa thắp hương kính viếng. Mời đoàn dành cho cô phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm thông qua, thay mặt ban giám và gia đình xin chân thành cảm ơn. Mời đoàn dành cho cô thank you.
để vĩnh biệt cố. Mời đoàn dành cho cô phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Mặc niệm thông qua, thay mặt đoàn giang và gia đình xin chân thành cảm ơn. Để vĩnh biệt cố, mời đoàn dành cho cô phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm thông qua, thay mặt đại giang và gia đình xin chân thành cảm ơn. Về dự đám tang bà cố hôm nay còn có các đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội, tôn giáo trong và ngoài xã đã đến thắp hương kinh viếng. Một lần nữa, thay mặt ban lễ tang và gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình lễ tang, kính mời bà Nguyễn Thị Nga, trưởng ban lễ tang, nên đọc có các tiểu sử của bà cố Nguyễn Thị Thơm và lời chia buồn của ban lễ tang. Thay mặt ban lễ tang và mọi người có mặt tại dân tang, tôi xin gửi tới gia đình Tăng Quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa linh hồn bà cố Nguyễn Thị Thơm, kính thưa ông cố Nguyễn Văn Dục, kính thưa các vị đại biểu đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Mỹ, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội, tôn giáo, các quý chức và toàn thể nhân dân trong và ngoài xã, thưa gia đình Tăng Quyến. Trong không khí của những ngày tháng 9 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Mỹ
đang phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương, hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10 và tháng hành động chăm sóc người cao tuổi Việt Nam. Bà con nông dân đang tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa năm 2022. Thì một tin buồn đã đến với gia đình, họ tộc và mọi người chúng ta. Bà cố Nguyễn Thị Thơm, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Hải, hội viên Hội Người Cao Tuổi, hội viên Hội Phụ Nữ xã Kim Mỹ đã từ trần. Hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2022, mọi người chúng ta cùng nhau họp mặt tại đây, chính nơi bà cố đã sống và gắn bó với xóm làng, với cộng đồng, với quê hương Kim Mỹ nhiều năm, để tiễn biệt bà cố về nơi yên nghỉ cuối cùng với tấm lòng trân trọng và tiếc thương sâu sắc nhất. Xin mọi người hãy dành ít phút để cùng tôi điểm lại vài nét về cuộc đời của bà cố đã cống hiến, đóng góp cho gia đình, họ tộc, cho quê hương, đất nước. Kính thưa các vị đại biểu, thưa gia đình Tam Quyến, bà cố Nguyễn Thị Thơm, tên thường gọi là bà Cố Dục, sinh năm 1939 tại xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, trong một gia đình có truyền thống yêu nước, tại quê hương có truyền thống cách mạng. Bà cố vốn là người cần cù, chịu thương, chịu khó. Bà cố đã có thời gian dài là nữ hộ sinh ở trạm y tế xã. Trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà cố tham gia là nhân viên cửa hàng mua bán xã Kim Mỹ, tham gia là ủy viên ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Mỹ. Bà cố luôn là người dám nghĩ, dám làm và luôn hết lòng, hết sức vì lợi ích chung, cho nên được giao bất cứ nhiệm vụ gì, bà cố cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và bà cố đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen. Nói về đời tư, năm 1958, người phụ nữ hiền dịu đã gặp và xây dựng hạnh phúc gia đình riêng với người thanh niên cần cù, đầy nhiệt huyết là ông cố Nguyễn Văn Dục ở cùng xã. Trong cuộc sống đời thường, gia đình ông bà cố luôn hòa thuận ấm êm và gương mẫu trong mọi phong trào. Bà cố luôn có đức tính giản dị, sống chu đáo, chân tình, luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nội quy, quy định của địa phương. Bà cố luôn là hậu phương vững chắc cho ông cố trong suốt thời gian ông cố tham gia công tác và cống hiến cho địa phương. Từ khi ông cố là xã đội phó, xã đội Kim Mỹ, chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Hải. Ông cố là người có tư chất thông minh, luôn một lòng một dạ vì nhân dân xã nhà. Với tấm lòng yêu mến nhân dân và uy tín với Đảng, nhà nước, ông cố được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Kim Mỹ từ tháng 10 năm 1991 đến tháng 12 năm 1999. Ông cố là đảng viên được tặng thưởng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Hiện ông cố đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ xóm Mỹ Hóa, Đảng bộ xã Kim Mỹ. Ông bà cố luôn là tấm gương sáng để các con, các cháu chắc học tập và noi theo. Cùng với đó, trong các giai đoạn khó khăn chung của đất nước, tuy đời sống kinh tế khó khăn, nhưng ông bà cố đã sát cánh cùng nhau, chia ngọt, sẻ bùi, động viên con cháu vươn lên xây dựng đời sống mới, luôn đi đầu trong các phong trào lao động sản xuất. Bản thân bà cố và gia đình luôn gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Kính thưa các vị đại biểu, thưa gia đình Tam Quyến, lại nói thêm về đời tư. Trong suốt thời gian ông bà cố chung sống hạnh phúc bên nhau, ông bà cố đã sinh hạ được 6 người con, 3 trai, 3 gái. Hiện tất cả các con của ông bà cố đều đã trưởng thành, yên bề gia thất và cũng sinh hạ cho ông bà cố đủ cháu chắc nội ngoại. Phát huy truyền thống của gia đình, người con trai thứ hai của ông bà cố là ông Nguyễn Văn Dũng. Khi đến tuổi làm nghĩa vụ quân sự, nghe theo tiếng gọi của Đảng,
ông đã hăng hái làm đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vào tháng 2 năm 1987 tại tiểu đoàn 26, trung đoàn 550, quân đoàn 4, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quân ngũ, ông đã luôn cố gắng rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đơn vị cho xuất ngũ về địa phương vào tháng 4 năm 1992. Khi được phục viên trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Dũng luôn tích cực tham gia các phong trào đoàn đội và các phong trào khác của địa phương. Hiện ông là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Kim Mỹ khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, là trưởng xóm Mỹ Hóa, là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh xóm Mỹ Hóa và là thôn đội trưởng xóm Mỹ Hóa, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Các con của ông bà cố, dù là con trai, con gái, con dâu, con rể, đều là những người công dân tốt, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, luôn được mọi người xung quanh yêu mến, tôn trọng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa gia đình Tam Quyến, cuộc sống hạnh phúc của gia đình bà cố đang êm ả trôi đi vì những năm trở lại đây do tuổi cao sức yếu. Mặc dù bà cố đã được ông cố, các thầy thuốc đông tây y hết lòng cứu chữa, các con, các cháu chắc tận tình chăm sóc nâng vực, các ủy đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể, anh em họ nội ngoại, bà con lối xóm cũng thường xuyên đến thăm hỏi động viên, chỉ mong sao bà cố gặp thầy gặp thuốc sớm khỏe lại để sống vui, sống khỏe với tuổi già, thêm trường thọ để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu chắc phấn khởi thi đua, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Nhưng do tuổi cao sức yếu, bà cố không thể vượt qua khỏi và bà cố đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 6 giờ 45 phút ngày 20 tháng 9 năm 2022, tức là ngày 25 tháng 8 năm Nhâm Dần. Bà cố hưởng thượng thọ 84 tuổi. Bà cố Nguyễn Thị Thơ mất đi là tổn thất to lớn đối với ông cố, gia đình và họ tộc. Thay mặt ban lễ tang và mọi người có mặt tại buổi lễ tang bà cố ngày hôm nay, một lần nữa tôi xin gửi tới gia đình Tam Quyến lời chia sẻ, lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính mong gia đình bình nén đau thương, sớm ổn định lại cuộc sống và thực hiện đã tốt rồi, còn tốt hơn nữa những gì khi còn sống, bà cố vẫn hằng mong ước, thì chắc chắn sẽ làm yên lòng người đã khuất. Thay mặt ban lễ tang và gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các quý vị đại biểu, bạn bè thân hữu gần xa, bà con nhân bằng lối xóm đã đến kính viếng chia buồn cùng gia đình, tham dự lễ tang bà cố Nguyễn Thị Thơm và tiễn đưa bà cố về nơi an nghỉ cuối cùng. Để tỏ lòng thương tiếc và kính trọng bà cố trước lúc đi xa, tôi đề nghị mọi người chúng ta đang có mặt tại sân tang hãy đứng dậy, ngả mũ ngả nón dành cho bà cố phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Mặc niệm thông qua, xin gửi tới bà cố lời kính chào vĩnh biệt. Kính thưa linh hồn bà cố Teresa Nguyễn Thị Thơm, kính thưa ông cố Nguyễn Văn Dục và gia đình tang gia, kính thưa ban tang lễ cùng các vị đại diện cho các cấp chính quyền địa phương cùng các đoàn thể xã hội cũng như giáo hội, kính thưa ban chấp hành giáo xứ cùng các ban ngành công giáo, kính thưa quý cố ông bà cùng toàn thể tập đoàn giáo họ Mỹ Hóa, anh em bà con nối xóm của bà cố,
đang trong lúc giáo xứ mừng ngày chầu nguyệt của Trương Quay, giáo họ Nghi Hóa sáng sửa rộn ràng đón mừng lễ kính thánh Teresa hài đồng Giêsu, quan thầy của giáo họ, thì giáo họ Nghi Hóa lại đón một tin buồn: bà cố Teresa Nguyễn Thị Thơm, người con của giáo họ, đã qua đời. Bà đã nghe tiếng Chúa gọi, kết thúc 84 năm nơi trần thế, bỏ lại sau lưng ông cố các con, các cháu, người thân, anh em, nàng xóm, cộng đoàn giáo họ, về điện thánh nhan Chúa, sum họp với tổ tiên để lại cho ông cố và người thân bao nỗi thương đau mất mát, để lại cho giáo họ xóm giềng bao niềm thương tiếc. Giờ đây bà đã vĩnh biệt gia đình, quê hương, cộng đoàn giáo họ nơi bà đã cùng ông dày công vun đắp, gắn bó cả cuộc đời. Với những năm khó khăn nhất của thời kinh tế, bà đã tự nguyện đứng ra bực này phái bảy sự của giáo họ, để còn lại đến ngày nay. Ông bà đã dùng những đồng tiền mồ hôi công sức của mình để đóng góp xây dựng giáo họ, nhất là ông bà đã đóng góp tiền ân nhân xây ngôi thánh đường giáo họ khang trang ngày hôm nay. Công ơn của ông bà giáo họ xin khắc ghi với lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ và kính thánh Teresa của bà cố. Con tin rằng bà cố đã cầu nguyện nhiều cùng Chúa cho con cháu bà, cho giáo họ, để con cháu bà đã có nhiều người tham gia vào chương trình cứu độ của Chúa, như cha Văn, cháu ngoại của bà đang công tác tại nước Pháp, và cháu Diệp, cháu nội của bà đang học tại trường viện, và nhiều người khác đang tham gia công việc của giáo xứ giáo họ và làm tốt. Trong giờ phút ly biệt đầy thương tiếc này, con xin đại diện cho giáo họ Nghi Hóa gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới ông cố cùng toàn thể tang quyến. Xin Thiên Chúa lau sạch nước mắt người thân của bà cố. Vậy giờ đây chúng ta hãy biến đau thương thành những lời kinh nguyện dâng lên Thiên Chúa, cúi xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm của bà cố mà bà cố đã chót phạm. Vì sự mỏng giòn của con người được hưởng thánh nhan Chúa, để trả nghĩa bà cố, giáo họ tổ chức ba tối kinh tại gia đình nhà hiếu, bắt đầu từ tối mai vào lúc 7:15. Cúi đầu xin vĩnh biệt bà cố. Tiếp theo, kính mời ông Nguyễn Quang Huy, đại diện cho gia đình, để phát biểu và có lời cảm ơn. Kính thưa ban tang lễ, kính thưa Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Mỹ, kính thưa Ban chấp hành giáo xứ, Ban chấp hành giáo họ Nghi Hóa và các ban ngành trong các giáo họ của trong xã và ngoài xã. Kính thưa tất cả các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội của xã, các hội đoàn của giáo hội từ xứ xuống đến các họ trong toàn xã và ngoài xã. Kính thưa bà con, cô bác, thân huân, xóm giềng, gần xa đã tụ họp tại nơi đây về dự lễ đưa tiến bà cố Teresa ra nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa các quý vị, bà cố Teresa của gia đình chúng tôi đã lâm bệnh rất là nhiều năm. Trong quá trình nằm trên giường bệnh, đã được tất cả các tổ chức kinh tế xã hội cũng như các tổ chức hội đoàn của Công giáo đến thăm hỏi, động viên, và cũng chính nhờ lời thăm hỏi động viên đó mà bà cố của chúng tôi đã kéo dài được tuổi thọ cho đến ngày hôm nay.
Đến bây giờ, trong suốt mấy ngày qua, khi bà cố Teresa của chúng tôi nằm xuống, chúng tôi gia đình nhận được rất nhiều những cái tình cảm sâu sắc của các cấp chính quyền, đảng, đoàn thể trong xã và các tổ chức tôn giáo, từ giáo xứ xuống tất cả các họ đã đến động viên chia buồn cùng gia đình, nhất là bà con cô bác trong khu vực họ Mỹ Hóa và xóm Mỹ Hóa đã đến để giúp đỡ gia đình của chúng tôi trong suốt mấy ngày qua. Chúng tôi không biết nói gì hơn. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn tất cả tới các quý vị, nhất là các ông, các bà, thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Mỹ, Hội đồng Giáo xứ, Hội đồng các họ và các họ đã dành thời gian tới đây và hiện diện nơi đây, bà con khu xóm cùng toàn thể các hội đoàn trong xã và ngoài xã tổ chức lễ tang của bà cố một cách rất là long trọng. Kính thưa các quý vị, trong thời gian sinh sống tại địa phương suốt 84 năm từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên làm việc công tác cùng với xã hội và giáo hội, con người ta cũng không thể nào hoàn mỹ 100% được. Vì vậy, trong quá trình sinh sống của 84 năm, bà cố Teresa của chúng tôi chắc chắn cũng có nhiều những điểm khiếm khuyết với xã hội, với các tổ chức giáo hội và nhất là đối với bà con thôn xóm. Gửi lời và truyền lời của ông cố và các cháu, tôi xin được phép ông cố và các cháu thay mặt cho bà cố Teresa xin nhận lời cảm tạ và xin lỗi tới tất cả các ông, các bà, các bác, các anh, các chị có mặt hiện diện nơi đây và bà con khu xóm. Hãy mở lòng nhân ái và bác ái để tha thứ cho những lỗi lầm của bà cố trong 84 năm qua sống ở trên cuộc sống này. Kính thưa các quý vị, để mà đáp lại tấm lòng của tất cả các quý vị, sau khi đưa tiễn bà cố của chúng tôi ra nơi an nghỉ cuối cùng, gia đình chúng tôi có lời mời tất cả các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, các quý vị về tại gia tang để gia đình chúng tôi được hậu tạ. Thay mặt cho tang gia, tôi xin chân thành biết ơn. Kính thưa gia đình tang quyến, để buổi hành tang của bà cố Teresa Nguyễn Thị Thơm được trang nghiêm và xuất sắc, được sự phân công của ban lễ tang, tôi xin được sắp xếp thứ tự như sau. Minh cứu của bà cố đi từ gia đình đến nhà thờ giáo họ để tra dâng thánh lễ tiễn đưa bà cố ra nơi an nghỉ cuối cùng. Minh cứu của bà cố trên đường đi có những điểm dừng chân như sau: trước cổng nhà cháu Dương, trước cổng nhà cháu Tình Nghĩa, đầu dòng nhà bà Bằng, bà Dược là em của cố, trước cổng nhà ông bà, ông Vinh là con rể của cố, trước cổng nhà ông bà Hạnh là cháu của cố, đến ngã tư con Thiêng Liêng và cháu của cố, và anh chị Tường là cháu của cố, trước nhà ông Dũng là con trai của cố, trước nhà anh Thoại là cháu của cố, trước nhà anh Chiến Thoa là cháu của cố. Tiếp theo là những hội đoàn: cờ chống giáo xứ Tân Mỹ, cờ chống giáo họ Mỹ Hóa, cờ chống giáo họ Tân Văn, cờ chống giáo họ Mỹ Hợp, cờ chống giáo họ An Hải, cờ chống giáo họ Kim An, giáo xứ Kim Đông, thánh giá Nến Cao, cờ ân nhân giáo xứ Tân Mỹ, cờ ân nhân giáo họ Mỹ Hóa, cờ mân côi bảy sự giáo họ Mỹ Hóa, cờ mân côi xứ Tân Mỹ, cờ quản giáo xứ Tân Mỹ, hội kèn giáo xứ, hội chống giáo xứ Tân Mỹ, các vòng hoa, kèn sầu, thánh hiệu, di ảnh, minh cứu, gia đình tang quyến và cộng đoàn. Tôi xin được phép công bố buổi hành tang được bắt đầu. Thank you.
Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài, con muốn Chúa ở đâu cho con ở đó. Vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, vì nguồn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, Ngài từ bi xót thương vô vàn, phần bày tôi biết bao lỗi lầm. Xin chớ chấp tội con, nào ai luôn đứng vững. Giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Vua muôn đời, ôi Giêsu lần tuốt, con mong ước thánh nhan Chúa trời. Chúa ơi, con hằng trông mong như nay kia tìm suối, tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Nhớ xưa giữa muôn người, con ca ngợi Chúa chi tôn, tiến về nơi thánh cung với muôn tiếng reo mừng.
nhớ xưa giữa muôn người, con ca ngợi Chúa chi tôn, lòng hoan hỷ reo vui chúc tụng thánh danh Ngài. Con thấy vua muôn đời. Ôi Giêsu lần tuốt, con mong ước thánh nhan Chúa trời. Chúa ơi, con hằng trông mong như nai kia tìm suối. Tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Thương chiếu anh hoàng mình soi vào chốn tối tăm, xin dù thương dẫn con tới thiên quốc huy hoàng. Hãy thương chiếu anh hoàng mình soi vào chốn tối tăm, làm vui thoa tâm can héo hòn đã bao lần. Giêsu lần tuốt, bao giờ con thấy vua muôn đời. Ôi Giêsu lần tuốt, con mong ước thánh nhan Chúa trời. Chúa ơi, con hằng trông mong như nai kia tìm suối. Tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Thứ hai vẫn làm cho bà để bà sống được về vận gian thánh Chúa.
Và để lời cầu nguyện và thánh lễ của chúng ta dân đã được Chúa chấp nhận cho lại cùng nhau vâng hồi thần thần. Tôi tu nhân Thank you.
các công vụ tông đồ. Khi ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: quả thật, tôi thấy rõ Thiên Chúa không thiên vị ai, nhưng nơi bất cứ dân nào, thì ai kính sợ Thiên Chúa và sống ngay chính đều được Ngài tiếp nhận. Ngài đã gửi đến cho con cái Israel lời loan báo bình an. Nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người, Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng Người đã được Thiên Chúa đặt lòng thẩm phán, xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người, là tất cả những ai tin vào Người thì nhờ danh Người mà được tha tội. Đó là lời Chúa. Hôm nay chúng ta đang đến lễ cầu nguyện cho
thân của chúng ta được Chúa bảo vệ. Và chúng ta vừa được nghe bài tin mừng, trích tin mừng trong Thánh Matthew. Kể về những ngày phán xét chung, ngày phán xét cuối cùng. Và khi đó thì Chúa không có hỏi rằng ở trên trần gian này khi còn sống thì mình làm cái gì, chức vụ gì và làm được những cái việc nào của đời biệt mạng. Nhưng Chúa hỏi về những điều bác ái mình đã làm cho những người khác. Bây giờ Chúa vua sẽ phán với những người trên phải đằng, với những người cha ra chúc phúc, hãy đến và lãnh nhận phần gia nghiệp đất trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Và cái lý do mà được chúc phúc thì cứ chuẩn bị cho đến nơi ở hạnh phúc vũ trụ đó là gì? Đó là vì chưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, người khác các ngươi đã cho uống, khách lạ là thiếu trước mình cần, đã cho mặt đau yếu, đã viêm thông, vừa bị cầm tù thì đã đến với ta. Và những người lành đó đã từng có bao giờ chúng tôi thấy ngày đói cho ăn khác mà cho uống đâu, không thấy bao giờ cả. Nhưng mà Chúa nói rằng là đến vị vua đó nói rằng ta bảo các ngươi mỗi lần các ngươi làm việc đó cho một trong các anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm được. Và những cái công việc đó làm cho những người anh em chị em đang sống bên cạnh mình, những người nghèo đói, những người gặp những hoàn cảnh khó khăn. Và ngày hôm nay chúng ta nghe cái bài tin mừng này thì thực sự bà Teresa có còn nghe được không? Không. Nhưng trước đây thì bà đã nghe rất nhiều lần bài tin mừng này, mà có lẽ bà cũng đã sống với những lời bày tỏ trong bài tin mừng này. Nhưng đến giờ chúng ta ngày hôm nay, một cái việc đặc biệt để chúng ta ngồi tại đây để nghe bài tin mừng này và chúng ta suy xét những cuộc sống của mình đã thực hiện được những lời mời gọi trong bài tin mừng hôm nay là chúng ta vừa nghe hay không. Ở đây phân ra hai loại, một là người đứng ở bên phải ký và một người đại người đứng ở bên trắng. Những là người mà đứng ở bên phải của Chúa thì đã làm tất cả những công việc mà chúng ta vừa được nghe. Rồi những người đứng ở bên trái thì đã không làm những cái công việc đó. Và ngày hôm nay lời Chúa đã mời gọi những người chúng ta làm hay là không làm, là chưa chắc là cái cuộc sống của mình. Và một cái gì để chúng ta nhìn nhận lại xem mỗi người chúng ta đối với cha mẹ như thế nào, cha mẹ đối với con cái như thế nào, anh em bạn nữ đối với nhau như thế nào, hàng xóm láng giềng đối với nhau như thế nào, trong những việc bác ái mà chúng ta vừa được nghe. Chúng ta cùng tiếp tục cho thánh lễ để cầu nguyện cho bà Teresa. Nếu còn điều gì sai lỗi thì xin Chúa là cha nhân từ chúng ta cho bà, cho bà sống được về được theo ý Chúa. Và về phần chúng ta cũng cầu nguyện để mỗi người chúng ta biết lắng nghe và thực hành lời Chúa mỗi ngày để chúng ta xứng đáng để được đón nhận và thưởng những bài Chúa đã chuẩn bị sẵn để chúng ta, cũng như chúng ta được trải nghiệm toàn cầu mỗi bà Teresa trong tiết trời. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Người là niềm hy vọng của chúng ta. Bà Teresa suốt cuộc đời đã tin vào Chúa Kitô. Giờ đây xin Chúa thương ban hạnh phúc Đức Trời. Mọi người đều phải chết nơi ai ăn thế nào thì cũng được sống lại trong Đức Kitô như vậy. Xin cho các tín hữu đã qua đời sớm được hưởng trọn vẹn hồng ân cứu độ nhờ lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu từ lại và phục sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Thầy có nhiều chỗ ở, xin cho bà cố Teresa
quá cố, được Chúa thương an ủi, hầu biến đau khổ mất mát thành những lễ tăng gia. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hai tin sẽ được gieo thấy vinh quang Thiên Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn được vững mạnh trong niềm tin vào Chúa phục sinh, để sau này được hưởng vinh quang Chúa hứa ban. Chúng ta cùng cầu xin. Là đấng cứu độ chúng con, xin thương nhận lấy ước nguyện chúng con vừa tân, giúp chúng con sống trong kín với niềm tin vào Chúa đến cùng, để đáng hưởng vinh phúc nước trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Cha đồ thay cho
cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi nay dựng vào vinh quang được quy về Chúa, là cha và nâng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lạy Chúa cứu thế và theo thế cứ người này chúng ta dám nguyện mừng thầm.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, con Chúa đã để lại cho chúng con của ăn đàng trong bí tích thánh thể. Xin nói thương cho người chị em chúng con là bà Teresa. Nhờ của ăn này được đặt tới chính bàn tiệc muôn đời của Đức Kitô, người hàng sống và hiển trị muôn đời. Anh chị em thân mến, người chị em chúng ta đã an nghỉ trong bình an của Đức Kitô. Trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời, chúng ta hãy có tư người chị em này trong lòng thương xót đầy ơn ái của Chúa là cha chúng ta, và hãy liên kết với người chị em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện để người chị em này nhờ linh sửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng trên bản thiện thánh, giờ đây cũng được nhận vào sự kiện dành cho con cái Chúa trên trời. Phật cùng với các thánh được phần trang nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chính chúng ta giờ nay đang đang quan khóc khóc một ngày kia có thể được cùng người chị em này ta đón gặp Chúa Kitô khi chính người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang.
rừng thu chút lá, lá bay bay về phương nào, kia ngàn hoa héo úa, sắc hương nay xưa còn đâu. Đừng nuối tiếc, đừng than van, đời nối kết rồi tan. Thế gian phù vân, thế gian phù vân. Một tình yêu cha tôi vẫn luôn kiên vững trên đời. Một tình yêu Thiên Chúa tháng năm vẫn bao bọc tôi. Thời gian trôi qua, đất trời chìm trong bóng tối. Chúa mãi mãi thương tôi, Chúa mãi mãi thương tôi. Thời hoàng kim rực rỡ, thoáng qua như mong xuân thì. Bạc vàng theo danh gia, phút bay không câu từ. Đừng nuối tiếc, đừng than van, đời nối kết rồi tan. Thế gian phù vân, thế gian phù vân. Một tình yêu cha tôi vẫn luôn kiên vững trên đời. Một tình yêu Thiên Chúa tháng năm vẫn bao bọc tôi. Dù thời gian trôi qua, đất trời chìm trong bóng tối. Chúa mãi mãi thương tôi, Chúa mãi mãi thương tôi. Bọt qua cầu, người tình tôi thương mến đã đi xa nay còn đâu. Đừng nuối tiếc, đừng than van, đời nối kết rồi tan. Thế gian phù vân, thế gian phù vân. Một tình yêu cha tôi vẫn luôn kiên vững trên đời. Một tình yêu Thiên Chúa tháng năm vẫn bao bọc tôi. Dù thời gian trôi qua, đất trời chìm trong bóng tối. Chúa mãi mãi thương tôi, Chúa mãi mãi thương tôi. Chúa mãi mãi thương tôi. Trên neo đường
bước âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay có chi dâng ngài, con chỉ có con tim này một niềm phó thác đời con trong tay ngài, dù là đêm dài dù là tương lai một niềm phó thác đời con cho ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên neo đời. Diều bánh tinh tuyền cùng ngàn nỗi yêu phiền nguyện dâng Chúa ngày đêm, lễ dâng mòn hèn lòng thành kính con đáp đền. Đời con trong tay ngài, dù là đêm dài dù là tương lai một niềm phó thác đời con cho ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên neo đời. Từng bước âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay có chi dâng ngài, con chỉ có con tim này một niềm phó thác đời con trong tay ngài, dù là đêm dài dù là tương lai một niềm phó thác đời con cho ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên neo đời. Một niềm phó thác đời con cho ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên neo đời, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên neo đời, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên neo đời, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên neo đời, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên neo đời. Dâng lên ngài người thân yêu đã ra đi rồi, người đã đi rồi. Xin dâng lên ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Dâng lên ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin trông. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều.
xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trần. Của lễ hiện giờ xin dâng lên Ngài này của lễ suối nguồn hồng ân. Hồng ân Thiên Chúa cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua để người anh em được mãi sống đời thiên thu. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên triều. Dâng lên Ngài người thân yêu đã xa đi rồi, người đã đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa, về cùng Thiên Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa anh quang để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Dâng lên Ngài trọn niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên triều. Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên triều. Tôi dấu yêu
làm chi, xin đừng khóc lóc sầu bi. Vì nay tôi hết cuộc sống dương gian, tôi hết ngày tháng lo toan, để vào một đời sống mới. Xin lâu Chúa xót phận tôi, xin người chớ chấp tội tôi. Để tôi đi tới tòa Chúa uy linh, xem xét tội phúc công minh, hướng ban hạnh phúc thiên Công cha như núi Thái Sơn,
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhờ. Làm con phải công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhờ. Làm con phải công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như